Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kiêu sa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hơi đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cười to, xem phim shopping, cuộc sống luôn cần bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Không khí ngày hôm nay đúng là trong lành và mát mẻ, đúng là một ngày tuyệt vời. Như vậy mới đúng là thưởng thức cuộc sống nè. Bây giờ mà có thêm một trai đẹp xuất hiện nữa thì hay biết mấy. Trời ơi, mới nhất trai đẹp mà đã có trai đẹp xuất hiện rồi. Tôi muốn chấm dứt tại đây, không còn quan hệ gì hết á. Đừng có lấy nó ra để níu kéo tôi. Sẵn dịp này chấm dứt mọi thứ luôn đi. Cũng gần 3 tháng rồi, chấm dứt sớm bớt đau khổ. Chứ vợ lỡ như vậy tôi biết tính sao. Còn chị ông hành của tôi nữa. Vậy đi. Mình có nghe lộn không trời? Cái gì mà 3 tháng? Giải quyết nhanh gọn lẹ cho bớt đau khổ. Không lẽ là thằng Tính? Trời ơi, chuyện lớn rồi. Ê, nói nghe nè. Gì vậy? Hai bà biết tin gì chưa? Chuyện động trời rồi. Chuyện gì? Sao? Thằng Tính nó có con rơi ở ngoài, bây giờ nó còn uy hiếp con gái người ta bỏ kìa. Gì vậy? Trời. Được quá ha, thằng này im im mà coi bộ được ghê luôn á. Bà biết khùng hả? Được cái gì mà được? Chuyện động trời như vậy bà dưỡng nhân như không hả? Ủa thì chuyện đó chuyện của con Tính. Ông sao đụng tới con Tính cái bà phản ứng dữ vậy? Mà tôi cũng thấy bà với con Tính dạo này lạ lắm nha. Hôm bữa ăn cơm chung á, hai người cũng đã gì bà? Ba mẹ nó nuôi nó, bây giờ thấy nó như vậy, mình là chị em ở trong nhà, không lẽ thấy nó mà dưỡng dân luôn? Cũng đúng ha. Ê mà bà Xuân, bà nghe chắc không á? Chắc chứ sao không chắc. Chính tai tôi nghe được nè, với chính mắt tôi nhìn thấy thằng Tính á, nó nói chuyện điện thoại hình như là với nhỏ bồ á. Nó nói là 3 tháng rồi, cần phải giải quyết nhanh gọn lẹ, để dở ra là không được, ảnh hưởng chuyện học hành của nó. Vậy là thằng này đổ đốn thiệt rồi. Được rồi, để tôi đi cho nó một trận. Ê sao? Thằng Tính á, tuy là nó 18 tuổi rồi, nhưng mà cái đầu óc của nó còn non nớt lắm. Bây giờ bà nói cái gì á, xong rồi nó nghĩ bậy rồi, nó làm bậy rồi sao? Không có được. Thôi bà nói cũng đúng nè. Thôi bây giờ là mình phải suy xét thật kỹ đúng không? Rồi đem nó trở về đường chính đạo. Nhưng mà quan trọng là đường nào? Tôi đã nghĩ cái đêm qua rồi. Chỉ mà cô nói không thể chắc chắn 100% được á là Tính của con. Trời đất. Trời đất ơi. Ra là vì cái chuyện này mà bà thức cả đêm vậy đó hả? Trời ơi, tôi nói rồi cái chuyện này tính sau đi. Bây giờ ăn cơm đi, đã ăn cơm tôi còn dọn nữa. Bới cho tôi nữa nè. Thấy như vậy được. Bà cứ nghĩ tới chuyện nó làm gì không biết. Trời đất ơi. Em làm gì tối qua mà sáng hôm nay mắt em cũng như gấu trúc vậy? Nhìn em với bà này giống như là chung một chuồng luôn á. Chị Kim bới cho em miếng cơm. Trời, chắc là em có chuyện gì căng thẳng lắm hả Tính? Chia sẻ tụi chị nghe coi. Mấy chị ơi, gần nhà mình có cái bệnh viện nào rẻ rẻ không? Bệnh viện? Với lại sữa với tả mà mình mua. Mà thôi khỏi đi, giải quyết nhanh trong ngày, xuất viện luôn. Alo? Rồi, thì giải quyết đi. Lẹ đi chứ, bây giờ nó lớn lên là sao giải quyết được. Vậy đi. Chạy ra tiệc rồi chứ còn gì nữa.
Bỗng nghe nó kêu đi giải quyết đi hả? Ủa thôi mấy chị không ăn đi. Ừ, ăn đi. Ăn cho mập thay, nhưng mà sống một mình. Đồ ác nhân. Tự nhiên chửi em ác nhân, em làm gì đâu. Đừng có giận bà đang bị stress. Ừ. Mấy cái bài nộp thi trong trường á. Thôi em ăn nữa đâu. Mấy chị cứ để chén đi, lát chú không rửa cho. Xong rồi. Xong thiệt rồi. Nào là phải giải quyết sớm, rồi còn tả sữa giùm lum la nữa. Ai gọi vậy? Tên người gọi MN. MN. MN là mẹ Na đó. Vậy là mẹ đứa nhỏ tên Na. Nghe liền đi. Anh tính em đặt lịch xử lý rồi đó. Anh nhớ tới nha. Em đợi. Ôi, em đã quên điện thoại. À có ai? Ai gọi vậy? Rồi, thì đã đặt lịch rồi mà sao gọi hoài vậy? Cứ vậy mà làm đi. Đặt lịch rồi nữa kìa. Vậy coi như là chốt hạ rồi còn gì nữa. Hết chuyện. Tính, chị nói nghe nè. Hôm bữa anh Phú kể á hả, có một cái đôi nam nữ sinh viên mới có 18 tuổi thôi mà đã dắt nhau vô phòng khám đòi giải quyết hậu quả đó. Ghê chưa? Ghê quá vậy bà. Trời ơi, 18 tuổi. Vậy là mới sinh viên năm nhất à? Bằng tính nhà mình chưa nhiều. Đúng rồi, bằng tính nè. Em thấy chuyện này bình thường mà. Thời buổi giờ nuôi không được thì bỏ. Bỏ là bỏ làm sao? Em nói vậy mà nghe được hả? Con của em mà. Cái gì mà dữ vậy? Này chuyện của người ta bộ. Em đứng lại đó. Em nói vậy là sao? Hả? Cái đồ hư hỏng. Bà Linh. Bớt đi. Tôi thấy lố rồi đó. Trả lại sự công bằng cho những đứa trẻ. Rót cho bà miếng nước uống hạ quả đi. Hôm nay bà Linh nó bị gì á? Alo. Ok, vậy thì tốt. Vậy đi. Đường ai nấy đi, không liên quan gì với nhau nữa. Nha, giải quyết được rồi. Vậy đi nha. Ok, được. Ây da. Cái gì vậy? Ây da. Ôi, chị Kim. Chị làm cái gì vậy? Chị Kim. Đâu em. Chị làm gì vậy? Tại sao em lại làm như vậy hả? Dạ chị không phải như vậy chị. Dạ vậy chị. Dạ không phải như vậy. Nói chung là em có nỗi khổ với bộ. Chị biết hết tất cả rồi, em không cần phải chối gì nữa hết á. Uổng công tụi chị thương em, coi em như là em ruột vậy đó. Chị mà không thể ngờ được luôn á. Đằng sau cái bộ mặt ngây thơ này là một cái con người không thể chấp nhận được. Dạ, chị ơi. Thôi, nếu chị biết hết rồi thì em nói luôn. Thì tất cả là tại vì mưu sinh thôi. Tại vì anh Hải nói là anh Hải sẽ cho em ở miễn phí, cho nên là em mới chấp nhận đi theo dõi chị với bộ. Cái gì? Anh hai của chị á hả? Đúng rồi. Kêu em theo dõi chị. Ủa? Chứ không phải chị nói chuyện này hả? Em đưa điện thoại của em đây. Đưa đây. Dạ thôi chị. Đưa đây mau lên. Dạ. Chị kêu em sao đuổi em ra khỏi nhà nha. Dạ. Chú em nghĩ lại rồi hả? Nếu mà giận anh cái gì thì cứ từ từ mà nói. Tại vì mình còn hợp tác lâu dài mà. Anh Hải, anh kêu tính theo dõi em đúng không? Kim, em nghe anh nói đã. Anh làm tất cả những chuyện này là chỉ vì em thôi. Chỉ vì anh rất là lo cho em. Anh sợ đó, ai bắt nạt em thôi. Kim, nghe anh nói coi. Chị Kim, chị đừng giận anh Hải. Anh Hải làm tất cả chuyện này là tại vì lo cho chị thôi. Chị đừng giận anh nha. Anh trả em bao nhiêu? Nói. Dạ, cũng đủ xài, vài triệu à. Chuyển khoản lại hết cho anh. Từ đây về sau, em còn truyền bất cứ thông tin nào từ chị đến cho anh nữa. Em biết tại chị, em nghe chưa? Chị sẽ trục xuất em ra khỏi nhà này, nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Vậy là em vẫn còn ở đây được. Sao rồi? Bắt được quả tang chưa? Ủa, cái gì quả tang gì?
Không, chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì hết. Hiểu lầm làm sao? Tính. Dạ. Có thật á, là em làm cho con người ta có bầu, xong rồi em bỏ trốn không? Cái gì có bầu, cái gì, đây, gọi trốn cái gì, làm gì có bầu? Thì cái vụ 3 tháng đó, em nó sợ nó lớn lên, phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Rồi còn chuyện mua tả, mua sữa gì nữa. Không phải em có con rơi chứ lại gì. Còn mẹ bé nè, tao là xong nữa đó. À, cái chuyện đó là tại vì em nè, em bị sỏi thận. Mà mỗi ngày á, cái cục sỏi thận nó ngày càng to ra. Cho nên là em mới đặt bác sĩ đi khám. Chứ không phải em có con rơi hả? Đâu ra? Mô Phật, chị mà làm con, tụi con cứ tưởng. Tưởng gì? Mấy chị nhiều chuyện lắm nha, giờ em mới biết nè. Nè, mà... Ê, ở lại, đứng lại coi. Mấy chị phải trả lại danh dự cho em chứ. Cái chuyện này đã đi kể với ai chưa? Nè, trả danh dự lại cho em. Trời ơi, sói ca chị mà đẹp trai dữ thần vậy. Tôi chỉ ước gì tôi được tận tay rồi tôi sáu múi của anh. Ôi, sao muốn có thấm thía gì với nụ cười tỏa nắng của anh đâu. Thôi, tôi phải lấy cái nụ cười này để lấy cảm hứng cho bộ sưu tập của tôi. Ôi, nhìn cái hình này nữa nè. Ôi, đẹp trai quá à. Đẹp. Trời ơi. Thề luôn á, muốn xỉu với cái tật mê trai của hai bà luôn á. Trời ơi, thì yeah. Người ta là trai đẹp thì mình phải mê thôi. Tôi mê trai chứ không lẽ giờ bà kêu tôi mê gái. Thiệt luôn á, người ta đang có cảm hứng với lại crush tự dưng hả? Bà nói xong cái cũng hứng luôn. Ồ, mà bà á, tôi nói thiệt nha, tôi thấy bác sĩ Phú cũng được mà. Chỉ có điều là hơi khù khờ một chút. Nhưng mà không sao, khù khờ thì sẽ trong trắng và trinh nguyên. Đúng luôn. Thôi nha, không có giỡn đâu, nghiêm túc. Bà sao vậy? Tôi nghĩ là bà bị ám ảnh chuyện ngày xưa quá rồi. Đâu phải ai cũng không tốt đâu. Bà phải trải nghiệm những cái mới chứ. Biết đâu người mới người ta sẽ tốt hơn. Và người ta sẽ có nhiều cái đáng hay ho hơn thì sao? Ê, hay là bây giờ bà thử quen một cái anh chàng nào đó đi. Biết đâu bà sẽ hết sợ luôn. Dẹp, không muốn nói về chuyện này nữa nha. Bà đừng có nói với tôi nha. Đừng có nói với tôi là ngoài chứng bệnh trầm cảm, bà còn một cái bệnh khác nữa nha. Nếu như mà bây giờ bà không chịu mở lòng với người khác á, chứng tỏ một điều là bà vẫn còn tình cảm với anh Phú. Đúng luôn. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ chấp nhận hẹn hò để chứng tỏ là tôi bình thường. Được chưa? Bà làm cái gì vậy? Gọi điện thoại cho bác sĩ Phú. Trời ơi, bà đúng là cao tay thiệt á. Chứ sao nữa. Vụ động tính tới chưa? Yên tâm, cá đã cắn câu. Ok, mình chờ dính tính thôi. À, em là Kim hả? Dạ. À, nhìn em ở ngoài đẹp hơn ở trong hình xương trên coi ha. Anh là lĩnh Max. Max là không, Maximum em. Dạ, em hiểu không? Em là Kim ạ. Dạ. Ủa, lĩnh Max. Bắt tay. Phú không? Phú bác sĩ này. Trời, 4 năm rồi mới gặp lại nha. Đi đâu ở đây uống cà phê không? Bữa nay đi gặp bạn gái. Giới thiệu với ông Kim. Kim. Dạ. Đây Kim. Chào anh. Yeah. Bạn gái mới quen. Bạn gái luôn hả? Ừ. Thôi, ông nhân đào qua như ngày nào ha. Giỡn thôi. Giỡn vui ha. Đây là Kim hả? Ủa, Kim nhìn quen ta. Ủa. Ha. Hai người quen nhau. Sơ thôi. Trùng hợp ha, cũng 4 năm rồi mới gặp á. Em có ngại không nếu Phú ngồi chung với mình? Có ngại không Kim? Ngồi đi. Chúng ta ngồi bên kia được không? Ở đây nha. Đây nè. Ngồi đây nha. Hay ha. Mà hai người quen nhau sao vậy? Hay ho gì đâu kể. Thôi vậy. Kim,
Em uống cà phê á, anh gọi cho. Cà phê hả? Không được. Cô bình tim á, kêu nước cam cho cô uống đi. Hả? Hai người cũng thân thiết với nhau á hả? Thân thiết gì đâu. Chắc mình gọi nước luôn ha Phú ha. Được. Ý, trời, người quen. Anh Lĩnh Mát nè. Trời ơi, còn có cả anh Phú nữa. Với bà Kim nữa nè. Trùng hợp ghê ha. Anh Phú, trùng hợp ghê vậy đó. Tự nhiên gặp tất cả mọi người ở đây. Rồi, tụi em đi cái siêu thị gần đây nè. Xong rồi cái hai đứa định qua bên đây uống nước. Hay là sẵn vậy tụi mình nhập bọn vào chung với nhau luôn được không? Được anh, dạ đúng rồi. Em cũng đang muốn là để rủ mọi người đi cái sinh nhật sắp tới của bên nhà em. Có mấy đứa em. À Xuân à, anh thật là cảm ơn Xuân nhiều lắm đã làm mai anh cho Kim. Hai đứa anh mới gặp thôi, nhưng mà y như là anh với Kim có duyên từ kiếp trước vậy đó. Trời ơi, nói mày để ý nha. Mặt hai người giống nhau ghê luôn vậy đó. Tôi cũng thấy vậy. Có tướng phù thề. Mày không có giống cái gì hết trơn á đó. Nhưng mà nó nghe nè, sẵn tiện á, ngày hôm nay đông đủ nè. Không may tụi mình đi tăng hai đi. Chính xác, tôi cũng đang định nói á, tụi mình đi tăng hai đi vui không dữ được. Lắm. Tôi phải về. Có bài tập nữa. Cái gì mà về? Bà không được về nha. Bà biết không, lâu lâu á họ mới có một cái dịp để tụi mình gặp nhau, mở rộng mối quan hệ, gia tăng tình cảm bạn bè và kết duyên tình cảm đôi lứa. Không được, tôi đi về. Thôi Kim về đi, làm bài tập gì đó về đi. Ê, làm sao mà được chứ. Với lại họ, bữa giờ là bà Linh mới đang có chuyện buồn nè. Có chuyện buồn hả? Em có chuyện buồn. Tôi có chuyện buồn. Mấy nay á, nộp bài trễ thầy la. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Tôi uống hết rồi nha. Trời ơi, mà ngồi vậy cũng buồn quá à. Hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi. Được á, chơi gì? Tôi có một trò chơi dành cho mọi người. Đó là trò chơi nói thật. Bây giờ mình sẽ dùng cái chai này đi. Mình sẽ xoay nha. Coi cái chai này á, quay về ai, người đó mà trúng á, thì người đó phải trả lời liên tiếp 3 câu hỏi mà phải là nói thật mới được nha. Mà nếu trả lời không được á, thì sẽ chịu một cái hình phạt. Hình phạt hả? Tôi nghĩ á, bây giờ nó hết rượu rồi, hay là bây giờ mình chơi chơi uống nước đi. Nước hả? Mà mình không phải là uống thường nha, mình uống một tô luôn, chịu không? Thôi Người ác. Thôi bây giờ ai làm cái gì tay nè? Tôi. Ok. Chết. Bây giờ lấy nước. Đi phụ tôi. Nhớ lấy cái tô ra luôn nha. Mình lên. Đây, tô đây, tô đây. Nước đâu? Nước đây. Nước đây. Lên. Okay. Bây giờ chỗ đi, bây giờ mình bắt đầu chơi nè, nhanh lên. Uống tô này luôn á. Rồi, bây giờ ai sẽ mở hàng đây nè. Bắt đầu chơi nha mọi người. Lượt quay đầu tiên. 2, 3. Lính Mát. Để suy nghĩ câu hỏi gì dành cho anh coi. Anh thấy Kim người nhà em như thế nào? Câu hỏi hay nè. Kim đẹp lắm. Đẹp hả? Đẹp lắm luôn á. Vậy thì giờ anh có muốn Kim làm bạn gái của anh không? Và có muốn cưới Kim luôn không? Có chứ. Nếu như Kim đồng ý. Thôi được rồi, mình chơi tiếp nè. Anh Phú là người trả lời. Rồi, anh Phú đã có người yêu chưa? Một sự im lặng đáng sợ. Thực ra thì cũng có một người. Nó yêu thì không phải là yêu, chỉ là mỗi lần gặp người đó chỉ muốn che chở và bảo vệ người ta thôi. Anh tào lao quá à. Vậy mà có không phải là yêu chứ là cái gì? Có ai rảnh rỗi tự nhiên đi lo bảo vệ cho người dân không? Câu hỏi tiếp theo dành cho anh. Đó là nếu như mà có sự hiện diện của người đó ở đây, thì anh sẽ muốn nói câu gì với người đó? Anh chỉ muốn nói là quá khứ là chuyện đã qua. Đau buồn hay vui vẻ là do mình lựa chọn thôi.
Nhưng mà quá khứ thì vẫn sẽ còn mãi ở đó. Và khi mà nghĩ đến thì giống như là ở địa ngục vậy. Cái gai dù có nhổ đi thì vẫn sẽ để lại vết thương mà thôi. Chứ vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà. Anh đừng có nói nữa. Mọi người chơi tiếp đi. Tôi mất hứng rồi. Kim. Kim. Ồ. Hai đứa tranh diễn sâu có hay không? Thành công rồi. Kim. Kim. Tôi biết. Tôi biết là mọi người dựng lên cái màn kịch này á nhằm để khuyên bảo tôi. Nhưng mà thật sự là tôi không có cần. Tôi nói rồi. Quá khứ á thì nó vẫn ở đó. Và nó là vết nhơ không bao giờ rửa được. Anh hoàn toàn không biết bất cứ một cái gì trong chuyện này hết. Anh đều khuyên em từ những lời từ tận đáy lòng của anh kia mà. Ai mượn? Tôi đã không mượn anh. Hãy chạy theo những ước mơ vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chúng ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó.